giới thiệu với anh em một cây trà Phúc Kiến anh em nhé. Đây là cây trà Phúc Kiến có một cái dáng viền ôm chậu rất là đẹp. Đặc biệt cái này là ôm chậu rẻ quạt anh em nhé. Ôm chậu rẻ quạt rất là đẹp, vòng xuống bay rất là đẹp. Cây này hoành gốc rơi vào 30 anh em nhé, hoành gốc 30. Đấy, đây là một cây trà dáng trực huyền rất là đẹp. Nhưng mà cái đường chạy huyền ấy anh em ạ, nó chạy ôm chậu rất là phê. Đồ rất là già rồi. Đấy, cây có hoa có trái anh em nhé. Hoa có trái. Cam kết anh em, đấy, chất lượng. Cây này tỉa tắm lại một chút, spa lại một chút thì nhìn nó cấp luôn đấy em. Thì đây nó cũng là hàng rất kỹ, rất phê, phần bác mốc trắng lên rồi, bản đồ rất đẹp này, bạn ôm chậu rất là đẹp. Hoa có trái anh em nhé. Đây là hoa, hoa và cà. Nhiều hoa phết đây. Đang bắt đầu ra hoa. Yeah.